Cô thân ái, chào tất cả các con. Ở tiết trước, chúng ta đã học bài lá cây rồi, đúng không nào? Bây giờ, cô sẽ kiểm tra bài cũ các con nha. Các con hãy cho cô biết, lá cây thường có những bộ phận nào? Đúng rồi đấy, lá cây thường có cuống lá, phiến lá, trên phiến lá có gân lá. Vậy, màu sắc, hình dạng của lá cây như thế nào? À, lá cây thường có màu xanh lục, một số ít có màu đỏ hoặc vàng. Lá cây có rất nhiều hình dạng khác nhau, độ lớn của chúng cũng khác nhau, con nhé. Lá cây thật đa dạng. Vậy, lá có chức năng gì đối với đời sống của cây? Và lợi ích của chúng ra sao? Chúng ta cùng tiếp tục cuộc hành trình của lá cây qua bài học Khả năng kỳ diệu của lá cây. Vì sao nói lá cây có khả năng kỳ diệu nhỉ? Cô trò mình cũng đi tìm câu trả lời này nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta có hai nội dung chính. Thứ nhất, nêu được chức năng của lá cây. Thứ hai, kể được lợi ích của lá cây. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu từng nội dung nha. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu chức năng của lá cây nhé. Cô mời các con quan sát hình ảnh trên màn hình và trả lời các câu hỏi sau. Quá trình quang hợp của cây diễn ra trong điều kiện nào? Khi quang hợp, lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì? Bộ phận nào của cây thực hiện quá trình quang hợp? Thời gian cho các con quan sát và trả lời câu hỏi là 1 phút. 1 phút bắt đầu! Hết giờ! Cô mời các con cùng xem đáp án của cô, xem có giống với đáp án của các con không nha. Chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi đầu tiên. Quá trình quang hợp của cây diễn ra trong điều kiện nào? Thật quá dễ dàng phải không nào? Quá trình quang hợp của cây diễn ra dưới ánh nắng mặt trời nè. Khi quang hợp, lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì nhỉ? Các con hãy cùng nhau quan sát mũi tên hai chiều nha. Khi quang hợp, lá cây hấp thụ khí carbonic và thải ra khí oxy. Vậy, bộ phận nào của cây thực hiện quá trình quang hợp? Các con trả lời đúng rồi đó. Đó chính là lá cây. Lá cây tham gia vào quá trình quang hợp đó, các con ạ. Bây giờ, cô có một câu hỏi để thử tài trí nhớ của các con. Các con cùng tham gia nhé. Câu hỏi của cô như sau. Tại sao ban ngày khi ngồi dưới tán của lá cây, ta lại cảm thấy mát mẻ, dễ chịu? À, các con biết rồi đấy. Vì lá cây tham gia vào quá trình quang hợp, cho nên ban ngày, lá cây hấp thụ khí carbonic và thải ra khí oxy cho chúng ta thở, nên khi đứng dưới bóng cây, các con sẽ cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục quan sát hình ảnh trên màn hình và trả lời các câu hỏi sau. Quá trình hô hấp của cây diễn ra trong điều kiện nào? Khi hô hấp, lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì? Bộ phận nào của cây thực hiện quá trình hô hấp? Thời gian cho các con quan sát và trả lời câu hỏi là 1 phút. 1 phút bắt đầu! Hết giờ! Cô mời các con cùng xem đáp án của cô, xem có giống với đáp án của các con không nha. Với câu hỏi đầu tiên, thật dễ dàng để nhận ra phải không nào? Quá trình hô hấp của cây diễn ra trong điều kiện nào? À, đúng rồi đó. Quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ngày đêm. Khi hô hấp, lá cây hấp thụ khí gì và thải ra khí gì nhỉ? Các con hãy cùng nhau quan sát mũi tên hai chiều nhé. Thật dễ dàng để nhận ra, khi hô hấp, lá cây hấp thụ khí oxy và thải ra khí carbonic đó các con ạ. Vậy bộ phận nào của cây thực hiện quá trình hô hấp? Các con trả lời đúng rồi đó, lá cây tham gia vào quá trình hô hấp. Thật kỳ diệu đúng không con? Bây giờ cô có một câu hỏi nhỏ giúp các con ghi nhớ lại kiến thức về quá trình hô hấp của cây nhé. Tại sao khi ngủ trong phòng kín lại không nên để nhiều cây xanh? Các con có biết vì sao không? À, bởi vì cây thực hiện hô hấp suốt ngày đêm. Khi hô hấp, cây hấp thụ khí oxy trong phòng và thải ra nhiều khí carbonic làm ta cảm thấy ngạt thở đó con. Vì vậy, chúng ta không nên để nhiều cây xanh trong phòng khi ngủ con nhé.
Sau khi tìm hiểu về quá trình quang hợp và quá trình hô hấp của cây, các con hãy quan sát hai bức tranh trên màn hình và nêu điểm giống nhau, điểm khác nhau của quá trình quang hợp và quá trình hô hấp nhé. Sau khi quan sát và so sánh, các con hoàn thành bảng sau nha. Thời gian cho các con quan sát và hoàn thành bảng là 3 phút. 3 phút bắt đầu. Hết giờ. Các con đã tìm ra được điểm giống nhau và điểm khác nhau giữa quá trình quang hợp và quá trình hô hấp chưa? Các con cùng quan sát trên màn hình và chú ý xem kết quả của mình có trùng với hướng dẫn của cô không nha. Bắt đầu nào. Quá trình quang hợp và quá trình hô hấp khác nhau ở đặc điểm. Thứ nhất, đó là điều kiện diễn ra. Quá trình quang hợp diễn ra dưới ánh sáng mặt trời, còn quá trình hô hấp diễn ra suốt ngày đêm. Điểm khác nhau thứ hai, đó là việc hấp thụ khí. Quá trình quang hợp, lá cây hấp thụ khí carbonic, còn quá trình hô hấp, lá cây hấp thụ khí oxy. Điểm khác nhau thứ ba đó là quá trình quang hợp thải ra khí oxy, còn quá trình hô hấp lại thải ra khí carbonic. Tuy khác nhau ở cả ba đặc điểm trên, nhưng điểm giống nhau là quá trình quang hợp và quá trình hô hấp đều do lá cây thực hiện. Như vậy, ngoài chức năng quang hợp và hô hấp, lá cây còn có chức năng gì nữa không nào? Các con có biết không? Nhìn vào tranh vẽ, ta dễ dàng nhận thấy chức năng thứ ba đó là chức năng thoát hơi nước của lá cây. Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá đến các bộ phận khác của cây và giữ cho cây không bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời. Vậy, chức năng của lá cây là gì nhỉ? À, đúng rồi, lá cây có 3 chức năng. Đó là chức năng quang hợp, chức năng hô hấp và chức năng thoát hơi nước. Đến đây các con đã hiểu tại sao người ta lại nói lá cây có khả năng kỳ diệu chưa? À, người ta nói lá cây có khả năng kỳ diệu vì quá trình hô hấp, quang hợp, thoát hơi nước đều diễn ra ở lá cây. Các quá trình này tạo ra chất dinh dưỡng để nuôi cây, điều hòa không khí, cung cấp oxy cho con người và động vật hô hấp. Lá cây có khả năng kỳ diệu như vậy. Vậy lá cây có lợi ích gì cho cuộc sống? Cô mời các con cùng tìm hiểu lợi ích của lá cây nhé. Cô mời các con cùng xem một đoạn phim ngắn nha. Đầu tiên, lá một số loại cây, loại rau là nguồn thức ăn giàu vitamin C và chất xơ cho con người và một số loại động vật. Một số loại lá cây còn được chúng ta dùng để nấu nước uống hàng ngày hay làm thuốc chữa bệnh. Lá một số loại cây còn có thể được dùng để lợp nhà, gói bánh, gói xôi hay làm ra nhiều đồ vật hữu ích như mũ, nón và các đồ dùng trong gia đình. Với những chiếc lá, chúng ta cũng có thể tạo ra rất nhiều đồ chơi thú vị và tạo ra những sản phẩm đẹp mắt để trang trí đấy các con ạ. Ngoài ra, lá của một số loại cây có thể bắt những loài côn trùng có hại để giữ an toàn cho con người chúng ta nữa đấy. Ồ, lá cây có rất nhiều lợi ích, đúng không các con? Sau khi xem clip xong, các con thấy lá cây có rất nhiều lợi ích trong cuộc sống, đúng không nào? Lá cây làm thức ăn cho người hoặc động vật.
Lá cây còn dùng để lợp nhà, đan nón, làm thuốc. Chúng ta cần bảo vệ cây cối, cũng chính là bảo vệ sự sống của con người và các sinh vật khác trên trái đất, con nhé. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thân ái, chào tạm biệt các con.